Xin chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin cập nhật lịch thi đấu của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024. Ở giai đoạn 1 thì chúng ta đã có được bảng xếp hạng như sau. Xếp ở vị trí trên cùng đó chính là câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước với 12 điểm và 4 trận thắng và 1 trận thua. Câu lạc bộ VTV Bình Điền Long An cũng có được 4 trận thắng và 1 trận thua, nằm ở vị trí thứ hai có được 11 điểm. Libibank Ninh Bình xếp ở vị trí thứ ba với 10 điểm sau 3 trận thắng và 1 trận thua. Xi măng Long Sơn Thanh Hóa thì tạm nằm ở vị trí thứ tư với 3 chiến thắng, 2 trận thua, có được cho mình 9 điểm. Đội bóng đang nằm ở vị trí thứ năm là Hóa chất Đức Giang Lào Cai với 6 điểm, 2 trận thua, 2 chiến thắng. Câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương đang nằm ở vị trí thứ 6 với 5 điểm qua 2 chiến thắng và 2 trận thua. Câu lạc bộ Quảng Ninh thì nằm ở vị trí thứ 7 với 4 điểm, 1 chiến thắng và 3 trận thua. Câu lạc bộ Galaxico Thái Bình xếp ở vị trí thứ 8 với 1 chiến thắng, 4 trận thua, có 3 điểm. Đội bóng đang nằm ở vị trí cuối cùng đó chính là Hà Nội với 0 điểm qua 4 trận thua. Như vậy là giai đoạn 2 của bóng chuyền nữ vô địch quốc gia 2024 sẽ bắt đầu từ ngày 7 đến ngày 17 tháng 11. Đây là một giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng chuyền Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ, có sự tham dự của 9 đội bóng chuyền nữ hàng đầu của quốc gia. 2024 đánh dấu sự thay đổi lớn trong thể thức thi đấu. Các đội năm nay sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm thay vì được chia làm các bảng như là mùa giải trước. Sau khi kết thúc giai đoạn 2, 4 đội đứng đầu sẽ lọt vào vòng loại trực tiếp tranh ngôi vô địch. Đội xếp ở vị trí thứ 5 chính thức trụ hạng, còn 4 đội còn lại sẽ phải cạnh tranh nhau cho 2 suất ở giải đấu. Ở giai đoạn 1 thì thi đấu 5 vòng đầu tiên, trong khi giai đoạn 2 sẽ thi đấu nốt 4 vòng còn lại và vòng đấu chung kết xếp hạng. Trước khi đến với lịch thi đấu cụ thể của giai đoạn 2 thì chúng ta hãy cùng nhau nói về lực lượng của các đội bóng để chuẩn bị cho lượt đấu quan trọng này. Nói về bóng chuyền nữ ở giai đoạn 2, chứng kiến 8 đội thuê các ngoại bình, điều này không khác so với giai đoạn 1 của giải đấu, khi mà 8 đội bóng đều từng thuê những cầu thủ được tăng cường chuyên môn về đội hình. Do khó khăn về mặt nguồn lực nên câu lạc bộ Hà Nội đã không thuê thêm ngoại bình. Điểm khác biệt nhất của giai đoạn 2 so với giai đoạn 1 đó chính là ngoại bình đa dạng đến từ nhiều quốc gia. Đội nữ Libibank Ninh Bình, đương kim vô địch của giải đấu quốc gia, được thực hiện tập huấn ở Thái Lan để chuẩn bị cho chuyên môn. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng Thái Thanh Tùng cùng dàn ngôi sao đã đi khắp Thái Lan để tập luyện từ ngày 25 tháng 10. Đội này tăng cường chủ công Thái Lan đó chính là Sen Siluen. Và đội hình của Libibank Ninh Bình được giới chuyên môn đánh giá là sẽ đạt kết quả cực kỳ tốt ở giai đoạn 2 nếu như chơi đúng phong độ. Trong khi đó thì đội bóng của Bầu Hiền là Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục hướng đến mục tiêu là phải lọt vào đến trận chung kết. Lần này thì huấn luyện viên Phạm Văn Long và đội bóng có tăng cường một mũi tấn công tên là Kirono đến từ Kenya. Thế nên cầu thủ Hóa chất Đức Giang Lào Cai đang khá tự tin để có thể bước vào giai đoạn 2 này. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn đến với lịch thi đấu cụ thể của giai đoạn 2 vô địch quốc gia. Cụ thể được bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 vào lúc 16 giờ thì câu lạc bộ Quảng Ninh sẽ gặp câu lạc bộ Libibank Ninh Bình. 20 giờ thì Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ gặp câu lạc bộ binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước. Ngày 8 tháng 10 sẽ có 3 trận đấu. Lúc 14 giờ, câu lạc bộ Hà Nội sẽ gặp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. 17 giờ, Vietinbank sẽ gặp Galaxico Thái Bình. 20 giờ, VTV Bình Điền Long An sẽ gặp câu lạc bộ Binh chủng Thông tin. Ngày 9 tháng 11 sẽ có 3 trận. 14 giờ, Vietinbank sẽ gặp câu lạc bộ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ đối đầu với Libibank Ninh Bình vào lúc 17 giờ. Cũng giờ 20 giờ, Hà Nội sẽ gặp câu lạc bộ Quảng Ninh. Ngày 10 tháng 11 vào lúc 14 giờ, câu lạc bộ Thái Bình sẽ gặp câu lạc bộ Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. VTV Bình Điền Long An sẽ đối đầu với Libibank Ninh Bình vào lúc 17 giờ. 20 giờ thì Vietinbank sẽ có trận đấu với Quảng Ninh. Ngày 11 tháng 11, 14 giờ Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ đối đầu với Hà Nội. 17 giờ, binh chủng thông tin Trường Tươi Bình Phước sẽ gặp Libibank Ninh Bình. 20 giờ, Galaxico Thái Bình sẽ đối đầu với Quảng Ninh. Lượt trận cuối cùng sẽ được diễn ra trong ngày 12 tháng 11 vào lúc 17 giờ. VTV Bình Điền Long An sẽ có trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội. Vietinbank sẽ đối đầu với Hóa chất Đức Giang Lào Cai vào lúc 20 giờ. Các trận đấu playoff và chung kết sẽ được diễn ra từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11. Các trận đấu này sẽ được trực tiếp tại kênh YouTube của bóng chuyền Việt Nam. Quý vị và các bạn nhớ chú ý để theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.